Chiều nay ngày 23 tháng 10, Chi hội Phụ nữ Lộc Phước 2 phường Thọ Quang, quận Sơn Trà tổ chức ngày hội Vui Khỏe Sẻ Chia và gian hàng không đồng nhằm chia sẻ phần nào khó khăn cho hội viên phụ nữ trên địa bàn phường. Tại ngày hội, các hội viên phụ nữ đã giao lưu nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, ca ngợi quê hương đất nước, gia đình, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đánh giá hết tình hình hoạt động của chi hội trong thời gian qua, đồng thời tổ chức gian hàng không đồng, chia sẻ 30 suất quà đến các hội viên khó khăn, tiếp tục phát động thực hiện mô hình thu gom rác thải và phân loại rác thải tại nguồn để tạo kinh phí cũng như vận động các đơn vị tấm lòng hảo tâm ủng hộ tổ chức thêm nhiều gian hàng không đồng với các sản phẩm thiết thực như lương thực, thực phẩm, gia vị, hàng gia dụng, thời trang, qua đó góp phần hỗ trợ cho các hội viên phụ nữ khó khăn trên địa bàn phường.